Chào các em học sinh lớp 2. Vậy là chúng ta đã hoàn tất chương trình học kỳ 1. Bây giờ mời các em chuyển sang chương trình học kỳ 2 của môn tiếng Anh lớp 2. Mời các em dở sách giáo khoa trang 30. Chúng ta đi vào Unit 4, bài 4. Bài này có tên là I go to school by bus. Tôi đi đến trường bằng xe buýt. Chúng ta đi vào Lesson 1, Words. Tiết học 1, học về các từ vựng. Hôm nay chúng ta sẽ học về 6 phương tiện giao thông phổ biến. Phương tiện giao thông đầu tiên mà chúng ta được học đó là xe buýt. Xe buýt đọc là Bus. Mời các em đọc lại. Bus. Phương tiện tiếp theo mà chúng ta học, đây là một phương tiện giao thông rất là quen thuộc đối với chúng ta. Đó là xe đạp. Bike. Mời các em đọc lại. Bike. Phương tiện tiếp theo mà chúng ta học đó là thuyền. Boat. Mời các em đọc lại. Boat. Và phương tiện kế tiếp cũng là một phương tiện rất là phổ biến ở nước ta, đó là xe hơi. Car. Mời các em đọc lại một lần nữa. Car. Phương tiện kế tiếp mà chúng ta học đó là xe tải. Mời các em nghe và đọc theo. Truck. Mời các em đọc lại một lần nữa. Truck. Và phương tiện giao thông cuối cùng mà chúng ta được học hôm nay đó là xe máy hay còn gọi là mô tô. Motorbike. Mời các em đọc lại. Motorbike. Từ này trong tiếng Anh có hai cách đọc. Cách đọc của người Anh, người ta sẽ đọc là motorbike. Còn cách đọc của người Mỹ thì như chúng ta vừa nghe, đọc là motorbike. Cả motorbike và motorbike đều được chấp nhận các em nhé. Hoạt động 1, nghe chỉ vào hình và đọc theo. Mời các em. Listening 56. Listen and point. Trước hết, các em nghe và chỉ vào hình. Bus. Bike. Boat. Car. Truck. Motorbike. Bike. Car. Truck. Motorbike. Bus. Boat. Listen and repeat. Bây giờ các em nghe và đọc theo, tức là nghe và lặp lại. Bike. Boat. Car. Truck. Motorbike. Các em chuyển sang hoạt động 2, nghe và hát đồng giao. Mỗi từ này người ta sẽ đọc 3 lần trong bài đồng giao này. Các em nghe và đọc theo các em nhé. Listening 57. Listen and chant. Nghe và hát đồng giao. Các em bắt đầu nghe và hát theo. Bus, bus, bus. Bike, bike, bike. Boat, boat, boat.
car, car, car. Truck, truck, truck. Motorbike, motorbike, motorbike. Bây giờ chúng ta chuyển sang hoạt động 3. Chỉ vào hình và nói, sau đó dáng. Trước hết là chúng ta làm hoạt động chỉ vào hình và nói tên phương tiện giao thông bằng tiếng Anh. Mời các em chỉ vào bạn đang đi xe đạp và đọc tên phương tiện này bằng tiếng Anh. Xe đạp chúng ta đọc là bike. Tiếp theo, các em chỉ vào xe tải và nói truck. Tiếp tục chỉ vào xe buýt, bus. Và bây giờ hãy chỉ vào chiếc thuyền, boat. Chúng ta hãy chỉ vào xe máy, motorbike. Và bây giờ chúng ta chỉ vào phương tiện cuối cùng trong bức tranh này, đó là xe hơi, car. Vậy là chúng ta đã làm xong hoạt động chỉ vào hình, nói tên phương tiện bằng tiếng Anh. Bây giờ các em chuyển sang hoạt động dán. Để làm được hoạt động dán này, cô mời các em dở sách giáo khoa trang 65. Các em chú ý phần số 4. Có những miếng dán ở trên đó in từ chỉ phương tiện. 6 miếng dán này liên quan đến các phương tiện giao thông mà chúng ta vừa đã được học. Bây giờ lần lượt các em gỡ từng miếng dán ra và dán vào vị trí phù hợp với phương tiện giao thông. Vậy là chúng ta đã làm xong hoạt động 3 này rồi. Bây giờ cô mời các em dở sách bài tập trang 30. Chúng ta cùng làm bài tập trong sách bài tập. Bài tập 1, nghe và tô màu. Các em nghe xem, chiếc thuyền màu gì, xe máy màu gì, xe tải, rồi xe đạp màu gì. Và các em tô màu cho phù hợp. Mời các em nghe. Listening 11. Listen and color. 1. It's a boat. It's a yellow boat. Two. It's a motorbike. It's a green motorbike. Three. It's a truck. It's a blue truck. Four. It's a bike. It's a red bike. Vậy là cô đã cho các em nghe qua một lượt. Bây giờ cô cho các em nghe lại. One.
Vị trí số 1, chiếc thuyền. Các em nghe thấy tiếng thuyền. It's a boat. Nó là một chiếc thuyền. It's a yellow boat. Nó là một chiếc thuyền màu vàng. Vậy thì bây giờ các em hãy tô chiếc thuyền này màu vàng. Mời các em nghe xem số 2 tức là xe máy màu gì. 2. Vị trí số 2. Các em nghe thấy tiếng xe máy rồ ga. It's a motorbike. Nó là một chiếc xe máy. It's a green motorbike. Nó là một chiếc xe máy màu xanh lá cây. Các em hãy tô màu chiếc xe máy này màu xanh lá cây nhé. Mời các em nghe tiếp. 3. Vị trí số 3. Các em đã nghe thấy tiếng xe tải hú còi. It's a truck. Nó là một chiếc xe tải. It's a blue truck. Nó là một chiếc xe tải màu xanh nước biển. Các em hãy tô màu chiếc xe tải này màu xanh nước biển, tức là màu xanh dương. Mời các em nghe phương tiện còn lại. 4. Vị trí số 4, các em nghe thấy tiếng chuông xe đạp. It's a bike. Nó là một chiếc xe đạp. It's a red bike. Nó là một chiếc xe đạp màu đỏ. Các em hãy tô chiếc xe đạp này màu đỏ. Chúng ta sang bài tập 2, nhìn và viết. Có một bức tranh lớn ở bên trong. Bức tranh này thì có hình ảnh của 6 phương tiện giao thông mà chúng ta vừa đã được học. Rồi người ta cũng cho một khung hình chữ nhật ở phía trên bức tranh, gồm có các từ mà các em cần phải điền ở vị trí từ 1 cho đến 6, tương ứng với từng bức tranh. Số 1, đó là hình ảnh xe máy, cho nên người ta đã điền từ motorbike. Số 2 là hình ảnh xe buýt, chúng ta cần điền bus. Số 3 là hình ảnh xe đạp, chúng ta cần điền bike. Số 4 là xe hơi, chúng ta cần phải điền từ car. Số 5 là xe tải, chúng ta cần điền từ truck. Và cuối cùng đó là chiếc thuyền, chúng ta cần phải điền boat. Vậy là chúng ta đã làm xong bài tập 2. Chúng ta chuyển sang bài tập 3, chỉ vào hình và nói. Mời các em chỉ vào hình số 1. Nó là một chiếc xe máy hay còn gọi là xe mô tô. Các em hãy chỉ vào hình số 1 và nói It's a motorbike. Các em có thể đọc nối là It's a motorbike. Nó là một chiếc xe máy. Mời các em chỉ vào số 2. Các em chỉ vào hình ảnh xe buýt và đọc It's a bus. Các em đọc nhanh thì sẽ đọc là It's a bus. Nó là một chiếc xe buýt. Bây giờ các em chỉ vào chỗ số 3 và các em nói It's a bike. Đọc nhanh là It's a bike. Nó là một chiếc xe đạp. Bức tranh số 4. It's a car. Chúng ta có thể đọc nhanh câu này là It's a car.
Nó là một chiếc xe hơi. Bây giờ chúng ta hãy chỉ vào phương tiện số 5 và nói It's a truck. Đọc nhanh là It's a truck. Nó là một chiếc xe tải. Và cuối cùng chúng ta chỉ vào chiếc thuyền và nói It's a boat. Đọc nhanh câu này là It's a boat. Nó là một chiếc thuyền. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô.